Bây giờ chúng ta cùng nhau hoàn thiện các bước cuối cùng để hoàn tất tấm hình và học của chúng ta. Đầu tiên các bạn qua bên này, chúng ta có sẵn phần layer ô tô, bạn kéo qua đây và thả vị trí này. Bạn nhấn cần chân T trên bàn phím cho lớn đối tượng lên. Rồi chúng ta chuột phải xoay theo chiều kim đồng hồ, rồi Enter. Thì đây là vị trí đặt ô tô, ví dụ chúng ta đặt như vậy, tương đối lớn đây, rồi Enter. Nếu như các bạn muốn đổ màu bóng cho ô tô này, các bạn chọn ô tô và chọn vào đối tượng FX. Các bạn chọn phần đắp shader là bóng đổ. Ta sẽ kéo bóng đổ này qua đây. Và ok luôn. Đây là cách chúng ta làm bóng đổ nhanh nhất đối với một layer ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt bố trí các cây trang trí. Tôi không lưu. Và chọn đối tượng đây, chúng ta có những cây này. Ở đây ví dụ tôi chọn những cây này để trang trí bên trong thôi. Các bạn nhấn V bên bàn phím và cầm đối tượng kéo qua. Và thả vị trí này. Và cần chuột T. Thu nhỏ lại, shift, enter và kéo qua đây. Thì đây là những vị trí cây trang trí thôi. Để đẹp hơn, chúng ta nên nhấn Alt Tab và kéo qua đây. Ctrl T làm đối tượng cây nhỏ hơn chẳng hạn. Enter và tiếp tục. Ở đây mình có thể cho cây lớn hơn. Ví dụ như vậy. Và chúng ta có thể đổ bóng trực tiếp cho những cây này. Tôi nhấp đuốc vào đây hoặc là bấm vào đây, đắp sơ đào tiếp. Và kéo trực tiếp bóng đổ qua đây. Rồi ok, 3 cây là đủ rồi. Ở vị trí này, tôi cũng có thể để những cây khô trang trí hoặc là chỉ mang tính trang trí, tôi sẽ kéo những cây này qua. Cần chân T cho nhỏ lại. Vừa phải thôi. Rồi, Enter. Rồi tiếp tục, tôi có thể kéo một vài cây khác. Ví dụ như những cây có thể để ở trong nhà. Nhấn về cho bàn phím và kéo qua. Em chân T. Nhỏ lại. Em chân T tiếp. Em chân lát sao chép. Và cho layer lên trên cùng. Tôi sẽ đổ bóng cho layer này. Cùng hướng bóng luôn. À thôi ok. Tiếp tục lấy vài layer hoa bên này nữa. Rồi chọn những hoa này. V. Và kéo qua. Rồi phần chân T. Cho nhỏ lại đều. Enter. Nếu như bạn muốn tách ra, các bạn chọn công cụ vòng tròn này. Chọn hoa, bạn nhấn Ctrl X. Ctrl V. Vậy là ok. Rồi tách đối tượng này lên ngay. Ctrl T cho nhỏ lại. Bố trí sao cho hợp lý nhất là được rồi. Chúng ta nên bố trí thành cụm trông đẹp hơn. À, ok. Bạn cho layer cao lên. Tương đối như vậy. Còn đâu, ở những phần trắng này, chúng ta vẫn có thể xử lý đổ cho nó những texture vào đây. Tôi chọn đối tượng này. Và xuống phần vùng chọn chúng ta. Tôi chọn file cat. Và chọn vùng này. Tôi có thể đổ nó một màu tương đối xám là được rồi. Và hoặc phim đen, ok. Đây cách chúng ta bố trí với những vùng này. Ngoài ra các bạn có thể bố trí những vị trí cây xanh khác sao cho tấm hình chúng ta trông đẹp hơn. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh lại tương quan màu sắc của các đối tượng này. Các bạn đứng trên layer trên cùng, các bạn nhấn cỏ phím Ctrl Alt Tab Shift E tạo layer trên cùng này. Sau đó chúng ta sử dụng những kênh chỉnh màu. Ví dụ bây giờ tôi muốn chỉnh màu sàn, các bạn chọn phần Hue Saturation, bấm bàn tay này, chọn vị trí sàn. Sau đó chúng ta có thể chỉnh tương quan về sàn này. Nó sẽ đổi màu. Còn nếu như không muốn, tức là tắt đi. Tôi tắt tạm layer này đi. Các bạn muốn chỉnh layer nào thì chúng ta bấm vào layer đó. Ví dụ tôi chọn sàn này. Thì ở đây có sàn đúng không các bạn? Tôi sẽ dùng kênh chỉnh màu này, tác động mỗi sàn thôi. Và tôi có thể tinh chỉnh cái màu sàn.
Các bạn nên bấm ở dưới này để tác động mỗi layer dưới thôi, không ảnh hưởng tới các phần ghế. Chúng ta có thể đổi cho màu sàn rất nhanh, làm sao cho đối tượng của chúng ta tương đối hợp lý và kết hợp màu sắc hài hòa. Các bạn có thể cho thâm hơn bằng cách giảm tối đi hoặc sáng hơn, thì tùy từng tông màu từng người chúng ta xử lý. Tương tự các phần khác chúng ta cũng xử lý kiểu này, để cuối cùng chúng ta có một kết quả ưng ý nhất với tấm hình chúng ta. Thì trên đây là cách tôi thực hiện với những đối tượng trang trí phần bên trong nội thất, độ màu và độ vật liệu ở những video sau.